Vâng, xin mời các bạn tiếp tục quay trở lại với sân vận động trường tiểu học Tiên Động của chúng tôi trong buổi chiều ngày hôm nay 27 tháng 3 2024, ngày thể thao Việt Nam. Vâng, sau cái buổi tổ chức thành công các hoạt động chào mừng ngày thể thao Việt Nam và cũng là ngày hội vé phù đống của trường tiểu học Tiên Động, thì một kèo hôm nay đã được lên, kèo giữa một nam gu xì chấp 5 cô giáo, 6 cô. Vâng. Hiện tại là chúng tôi nhìn thấy 6 cô giáo ở trên sân. Cô cô thủ môn là cô Ngô Thị Vân Chi, hiệu phó trường tiểu học. Đang đi giày công xó. Vâng. Với 5 cầu thủ nữ. Một là cô Nguyễn Nụ, hai là cô Trần Xem, ba là cô Vũ Hoa, bốn là cô Dương Bình, là năm là cô Thu Hạ. Trọng tài chính là Nguyễn Hùng Mạnh, trọng tài biên là Trần Thiếu và bên nam là Nam Vũ Sĩ. Trận kéo hôm nay hứa hẹn sẽ rất là sôi nổi. Bắt đầu chưa? À, đã luôn rồi đấy. Trận đấu bắt đầu. Các con hô lên cho nào. Các cô cố lên. Ôi giời ơi. Nam Cù Sì đã sút quả bóng bay ra ngoài đường. Nhật. Nhanh lên, nhanh lên. Thưởng quá thưởng. Nhanh nhẹn lên qua đây. Kia kìa, con ơi. Cho con mượn quả bóng ơi. Cho con mượn quả bóng. Đây này, bóng đây này. Nam nó chạy đi rồi còn đâu. À đây Nam đây rồi. À Nam tháo tất ra rồi. Đi chân đất rồi. Vâng. Để trận kèo thành công thì Nam Gu Xì đã bỏ giày đất, anh quyết định đi chân đất. Việt Nam gì đây, cô Yên giới thiệu. Các cô sau trận bóng chiều hôm qua hôm nay có vẻ những bước chân nặng nề hơn một chút. Chết rồi. Đá ra ngoài sân. Vâng. Cô Nguyễn Nụ đã sút bóng ra ngoài đường biên và Nam Cù Sì được quyền hưởng quả đá biên. Xem nào, hai người quan này tránh nha con này. Xem Nam Cù Sì sẽ lựa chọn cái phương án đá như nào. Anh không đá sút thẳng vào gôn. Các cô tiểu học đã có bóng. Bóng đã đi hết đường biên dọc. Nam Cù Sì được quyền đá phát bóng lên. À góc rồi ạ. Có vẻ khá căng thẳng đấy các bạn ạ. Trận bóng có vẻ khá căng thẳng đấy. Vâng. Một anh đá với bốn cô. Góc. Nam Cù Sì được hưởng quả đá góc sau pha chạm bóng vào chân cô Nụ ra ngoài. Đây là một huấn luyện viên của đội nữ chúng tôi. Bóng lại ra ngoài đường biên. Nam Cù Sì lại được quyền đá biên. Sẽ
xem cái quả sút này thì Nam sẽ lựa chọn đá sút thẳng vào gôn hay là một không cho đội Nam Phú Sĩ. Các cô được quyền giao bóng. Các cô giao bóng đi. Dán ra hai bên. Chuyền cho nhau. Thế thì thôi. Nó lùi về này đừng rút. Bên này dòng cho Hoa, bên này không được bắt bóng nữa, hãy dừng chân. Bên này phạt penalty. Cái này không biết bắt bóng cái gì quá. Vừa thú ngon vừa con thú. Vào sân rồi. Xong vào. Xuống đây. Ôi trời ơi, tiếc quá. Xuất ra là người khóa là xuất vào. Úi à, rút ra ngoài mất rồi. Câu giờ thôi. Ra được quá rồi, chứ là câu giờ. Ba đứa dòng lên. Ôi trời ơi, có không? Vào hả? Vào đâu còn đâu?
À đây à? Thiếu một vào. Đây không vào rồi. Vào. Đoàn đi. Hấp dẫn đấy. Hả? 1-0. Bên nữ 6 người. 6 nữ rồi nào. Chả gì nữ có bóng đâu nữa đã vào. Cô này này đi ra. Hả? Cô này ra. Nó nhanh lắm. Ừ nhưng ý là cô là sao cô lại ra? À ý là em đá gì? Ra đây là gì đây em đá vào như thế. Cứ sợ mà tranh. Ôi trời ơi, nhẹ quá, nhẹ quá. Nhẹ quá. Các cô có rất nhiều nhiều người cổ vũ mà không biết có thành công không. Tỷ số bây giờ là 1-0 nhưng về năm của gì. Các cô đã dàn về phía Trung Thành để bảo vệ. Các bạn bật cho nhau là một phát vào ngay. Nó không tham gia đâu. Cứ chết thì người đó. Đấy đúng rồi. Máu đi hết đường biên rồi. Gần quá, gần quá. Hết được rồi. Biên rồi đấy. Lên lên đi. Dòng vào. Dòng lên. Dòng lên thôi. Dòng lên. Về cô chị ơi, giờ nó giao bóng cô phải về sân bên mình. Tí nữa mới được chạy sang bên nữa. Tí nữa mới được chạy sang. Giao bóng không được đứng ở sân người ta, đứng sân bên mình. Không phải giao bóng gì. Yeah.
Người đất lại rồi. Cố lên, xuống thôi. Ui, thế là không ảo. Nụ ra đi, nụ ra. Nụ ra, nụ ra, chậm thôi em ơi, chậm thôi. Chậm thôi, chậm thôi. Ôi trời ơi, hay quá nhờ. Thủ môn xuất sắc đấy. Thủ môn xuất sắc đấy. Hai chị em nó chưa này là kèo qua lại là rồi. Ở hai đội đối sân. Cô quay này cô không nhìn thấy gì cả. Đưa đây, đừng dám mè. Đưa bóng của tao. Đi rồi, chạy gì cứ đây. Rồi, đội của các cô sẽ chuyển về phía mà bên cầu gôn bên trái. Nam Gu Xì ở bên phải. Bây giờ là 19 phút rồi, chốc nó sẽ cộng lên. Đẹp rồi. Không vào. Nhưng mà hồi nãy phản tính là không vào là không được luôn. Không cần tay, Nam có gì được hưởng quả đá phạt. Vào đi, vào đi. Chết, chết, chết. Hai cậu bé,
Tiếc quá. Nhọc rồi, Nam nhọc rồi, Nam nhọc. Nam nhọc rồi, Nam nhọc rồi. Không phải, nụ đánh hoa này.
Ôi, vào đi, vào đi. Cô chị cứ vào quấy rối đi. Đúng không, đúng không? Vào quấy rối đi. Cô chị cứ vào quấy rối đi. Ôi, Viên mất rồi. Ha ha ha.
Mình sợ vào. Thế là trận đấu không có hồi kết vì là hai bên đều hòa nhau, ba đều.